Cho nên là khi mà mình làm thì mình phải chấp nhận là làm mà nó phải chỉnh chu nghiêm chỉnh á, thì phải chấp nhận thời gian và chi phí rất là nhiều. Chứ còn nếu mà làm bất động sản hời hợt thì làm không được. Trước đây phỏng vấn anh thì anh mới nói là một cái kênh á mà họ làm theo cái kiểu mà nó thời vụ đi, có cái điện thoại quay em đang đứng lô đất ABC, thậm chí không đứng ở lô đất nữa, quay thì có thể nó có nhiều cái màu sắc khác nhau. Rồi anh thấy có nhiều người là làm, là ví dụ vừa rồi anh coi cái kênh, anh không có nói tên kênh người ta được đúng không, nhưng mà anh thấy là ghi là có 700 triệu à, thì anh cứ nghĩ là 700 triệu cho cái miếng đất đó à. Nhưng mà đó, cuối cùng là 700 triệu một xào, mà không hề ghi 700 triệu một xào, mà ghi là ghi ở trên thumbnail á là miếng đất 4 xào 9 mấy, rồi ghi giá là 700 triệu chứ không ghi trên xào. Thì mình cứ đinh lên mình coi hết video mới thấy 700 triệu một xào. Nhưng mà trường hợp đó chưa bằng một cái trường hợp khác vẫn còn ở trên này, em thấy là ghi là 180 triệu. Anh nói là ồ sao cái lô đất này nó có cả cái mô hình quán cà phê người ta làm cũ, người ta để lại, có nhà gỗ nhà đồ, mà mình nghĩ cái nhà gỗ này làm không phải hơn 180 rồi, ở đâu ra cả miếng đất có 180. Nhưng mà khi báo giá là báo 1 tỷ 8, báo 1 tỷ 8, nhưng mà ghi trên thumbnail á là 180 triệu, ghi chữ triệu hẳn hoi, thì đó là không có sự nhầm lẫn mà là sự cố tình. Cố tình, cho nên là cái view của em sẽ cao. Nhưng mà nếu anh là một người đầu tư chuyên nghiệp, anh sẽ logic là cái bạn này không phải là cái việc câu like câu view thì đúng theo rồi, hướng khác, nhưng mà cố tình gây sự hiểu lầm, gây sự hiểu lầm. Và chỉ có một cái like thôi, một cái view thôi, một cái view chứ chưa chắc được like em. Đúng rồi. Mà đã cố tình làm như vậy rồi thì khi mà giao dịch tiền tỷ em cảm thấy sao? Nếu mà dân chuyên nghiệp thì cái sự không tin cậy được. Tại đúng rồi, bản chất là không trung thực cái việc mà từ cái câu từ, mà trong khi là mình đang làm nội dung mà post lên là nó giữ cả một cái thời gian dài, chứ không phải là đúng, chính xác. Là chuyện là mình làm xong mình xóa đó, thì nó ảnh hưởng tới uy tín rất là nhiều. Nếu mà đúng rồi, tại vì trong kinh doanh đó là bán sản phẩm, không phải là bán sản phẩm, mà bán sản phẩm là bán mình. Đúng không? Bán uy tín của mình, bán uy tín, bán mình không, bán uy tín của mình thì đó. Rõ ràng là chỉ một cái việc kéo mọi người vào coi là đã, anh thấy là đã không trung thực rồi. Có thể là cái tip đó mình kiếm được lượt xem nhiều, nhưng mà thực tế là có thể là cái nội dung đó với lại cái content đó nó không đúng, thì cuối cùng nó sẽ gọi là tác dụng ngược á. Tác dụng ngược, cái khách hàng không có sự tin tưởng. Không, em thấy nhiều chứ, kể cả cái việc anh em gọi là không biết là được học ở đâu, content nội dung ở đâu, nhưng mà đôi lúc có những cái bài mà gọi là không phải video nữa mà đăng trên những cái trang về bất động sản để mà bán hàng á, thì đôi lúc là lại cứ đưa ra một nửa thông tin có nghĩa là cứ ghi nhưng mà không ghi hết. Đại khái là gây sự gọi là nhầm lẫn cho cái người mà gọi là xem và cái nhà đầu tư. Hồi đó anh cũng có làm một cái là mình là dân làm nghề sẽ biết rất là nhiều cái kỹ thuật ở trong đó, không có nghĩa là biết là phải làm. Cho mọi người có ví dụ như là ngay mũi né này nè, 700 triệu cho lô đất ABC nào đó mà mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng nhìn xuống biển, ví dụ vậy. 700 triệu. Anh nói anh là dân Phan Thiết mà bây giờ bán 1 tỷ anh cũng mua, anh cho thêm 300 nữa cũng được. Với đúng cái thông tin như vậy. Đúng khác. Nhưng mà ban đầu là một số bạn là đăng 700 triệu xong vô bài đăng á thì sẽ nói là 700 triệu là cho có 20% thôi, còn lại là vay ngân hàng 80% thì được. Còn có một số người khẳng định là chỉ 700 triệu anh chị mua được luôn rồi. Thì em thấy là khi mà khách hàng mà ra đến nơi rồi mới nói là anh kiểm tra làm gì, có ở đây đất đẹp như thế này thì 700 triệu chỉ qua là cái số tiền anh đóng vào thôi, còn lại công ty sẽ hỗ trợ anh vay. Thì đó là một cái mà đưa ra thông tin một nửa, đó là cái kỹ thuật ở trong bất động sản. Nhưng mà rõ ràng cái kỹ thuật này chỉ dành cho những cái bạn mà thời vụ. Thời vụ có nghĩa là đúng không? Làm theo kiểu giật tiếp thôi, chứ thực tế mà về lâu dài anh em nào mà đã làm bất động sản chuyên nghiệp thì cái việc là trung thực với khách hàng nó rất là quan trọng. Bởi vì cái thông tin không phải là một chiều, có thể người ta sẽ tham khảo nhiều nguồn, thì vô tình thì anh em sẽ bị cái trường hợp là khách hàng sẽ quay lưng với những cái thông tin nó không đúng sự thật. Nhưng mà mấy bạn đó đâu có làm liên tục đâu em, đâu làm nghề hoài đâu. Cho nên hồi đó anh mới thấy là đúng không? Có một số khách hàng nói trời ông bán đất cái chỗ này chỗ kia mà đòi 1 tỷ mấy ở ngoài Mũi Né cà phê biển có 700 triệu. Anh nói nếu có được vậy thì anh cứ mua thôi, chứ còn đất ở tôi bán là lúc nào tôi lựa sản phẩm rẻ đó tôi bán, chứ tôi đâu có lựa sản phẩm cao tiền
tiền bán chi, đúng không? Và cái đó là cái gây nhiễu cái thị trường. Và những người mà làm thật ăn thật, tức là họ không có nói mà nói hai lời á, thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thì đó là cái câu chuyện là bản thân anh bị ảnh hưởng, bởi vì khách hàng cứ nghĩ là mình kê giá hoặc bán đắt là lý do gì đó. Tại sao ở bên kia mặt tiền đường rộng đầy cái kiểu mà sao có 700 triệu mà ông bán cái đường nhỏ hơn mà không có thấy biển mà ông bán 1 tỷ, 1 tỷ mấy? Thì rõ ràng là người ta không check được nguồn. Thì trong bất động sản có một cái phương pháp là em phải kiểm tra rất là nhiều thông tin, đúng không? Cho nên là nếu mình chỉ nghe thôi và mình đã thiếu kinh nghiệm mà không có phương pháp check nữa thì rõ ràng em đang mắc bẫy. Và đó là một cái trường hợp mới nãy anh đang nói dở cái em là trường hợp đây, là cái chị này là đáng lẽ mua bên anh nhưng mà cuối cùng là không có mua. Thì đây là quay lại cái lô đất này nè. Thôi khỏi nói vị trí đây ha, thì là dân làm nghề thì em sẽ thấy là cái hình thể của thửa đất và cái cấu trúc này nó rất là xấu. Thứ nhất là đường đất có xíu đường để vào nó xíu, đâm thẳng vô đây có chút xíu mà cái đất này thì hình thể nó không có đẹp, ngon lành gì, và cái giá này thì là quá cao. Đúng không, nó cách xa trung tâm như vậy mà giá nó vẫn thay 3 mấy km. Như anh nói thì có những cái nơi 10 km 12 km vẫn giá vậy, vẫn giá như vậy thì nó rõ ràng nó lợi thế hơn rất là nhiều. Cái này là em phải đi qua cái cao tốc rất là xa, còn cái của anh đang mới nãy nói em á thì nó nằm ở trong giữa cao tốc và thành phố Phan Thiết, nó nằm đoạn giữa. Thì khi mà em từ cao tốc, ví dụ em dân Sài Gòn em mua, đúng không, em Sài Gòn em chạy ra, em chạy vào miếng đất rồi xong em mới đến Phan Thiết, nó nằm giữa mà. Thì rõ ràng cái vị trí địa lý, cái vị trí nó quyết định đến giá đất, em thấy đúng không? Vị trí quyết định, vị trí quyết định tiền. Thì ở đây là sổ sách là như nhau, nhưng mà anh nói là về vị trí đã quyết định tiền. Thứ hai là về cái hình thể đất, đây cái miếng này không làm gì được hết trơn á. Em muốn cho tặng ai nữa không làm gì được, tại vì nó đang hợp thửa rồi. Thứ hai nữa là về cái đất ở trên đây thì em thấy là nó nhiều loại đất, đúng rồi, nhiều loại nhưng mà cái thời hạn sử dụng là khác nhau thôi, thời hạn sử dụng khác nhau nhưng mà như là mục đích là cùng loại. Đúng rồi, đây là rồi cộng thêm một cái là sổ mới. Sổ mới em đã hợp vô lại rồi, em đã hợp thống nhất vô một cái sổ này. Thì cái người bình thường không biết á, là thấy một cái cuốn sổ này đẹp ha, mới đẹp thơm nữa. Và nè, sổ mới lấy ra nè, rất là thơm, rất là sạch, đúng rồi. Cho nên là nhiều người mới nói là sổ còn thơm mùi mới, đúng không? Mùi mực. Nhưng mà đối với anh cái sổ mà nó sổ mới hay sổ cũ nó không phải là vấn đề. Đúng rồi. Mà vấn đề là nó cho mình cái lợi ích gì. Thì anh là chuyên gia, anh có quá nhiều cái tiêu chuẩn và phương pháp để làm là nó sẽ khác nhau, anh thấy không? Thì rõ ràng nếu mà miếng đất này cái đường như này, còn cái miếng đất anh cái đường nó dọc hết theo đất, thì cái mặt tiền nó đã khác nhau rồi, giá trị khác nhau mà nó còn rẻ hơn ông này rất là nhiều, em thấy đúng không? Nó gần trung tâm hơn, gần trung tâm, diện tích nó cũng nhỏ hơn, dễ mua nữa. Tức là nếu mà xét về cái lợi thế cạnh tranh giữa hai thửa đất thì nó đã khác nhau rất là nhiều. Thì đây là cái quá trình là cái người, vì sao, vì bộ phận tư vấn của anh là họ thật, họ thật là miếng đất có làm sao nói như vậy. Thì rõ ràng một miếng đất em biết rồi, không có ông nào mà nó tuyệt đối được hết trơn á. Nếu mà nó là có công năng sử dụng tốt, mặt tiền lớn rồi khai thác được dòng tiền, rồi em bán lại bất cứ lúc nào người ta cũng mua, thanh khoản tốt thì giá nó cao làm sao mà được toàn vẹn 100%, đúng không? Thì em sẽ có những cái bộ tiêu chí rõ ràng để em chấm điểm nó, và em coi là cái khuyết điểm và ưu điểm thì ưu điểm nó nhiều hơn thì mình mua, tóm lại là vậy, đúng không? Thì ở đây anh đánh giá là lô đất này khuyết điểm nhiều hơn là ưu điểm, cả là về vị trí nè, về giá nè, về hình thể. Thứ nhất là gọi là mặt tiền đường là nó đã chấm là một điểm rồi, 10 trong 10 nó chỉ chấm được có một, bởi vì nó có khúc vào đó, thì theo em là không đúng cái tiêu chí của mình. Cái này bán cũng mua được nhưng với điều kiện nó phải rất rẻ, đúng rồi, nó phải rất rẻ em à. Còn giá này thì giá bị cao quá, gọi là rẻ nhưng mà cái khả năng mà nếu nó tăng lên thì nó lại ít gia tăng giá trị cũng có, đúng không? Đó thì đây là cái câu chuyện là đó. Nghe theo những cái bạn mà tư vấn môi giới, một có thể bạn không có tâm hoặc là không bạn có không nghiệm. Có hiểu biết không. Không có kinh nghiệm thì cái kinh nghiệm ở trong quá trình mới nãy em nói với anh là cái kinh nghiệm ấy, anh em mình là rất nhiều tiền tiền tỷ là rất là bình thường, em thấy đúng không? Nhưng mà khi mà một lời tư vấn của mình ra là nó giúp cho khách hàng tiết kiệm được vài trăm triệu rất thường, rất bình thường. Anh chỉ tiết kiệm hàng tỷ là chuyện rất là bình thường, vì những cái chỗ mà cái lỗi quá sai mua vô là chết luôn thì anh đã giúp khách hàng nhiều lần lắm rồi, thì mình hiểu. Nhưng mà nhiều người không biết, cứ bạn nào mà nói thiệt là hay thì là mua bằng cảm xúc, thì rõ ràng là đó là một cái yếu điểm rất là lớn, em thấy đúng không? Hầu hết mọi người sẽ mua bằng cảm xúc, bởi vì
đâu có phải là chuyên nghiệp, đâu có nhiều cái tiêu chuẩn, mình có một cái list tiêu chuẩn vì mình là dân nhà nghề, là tiêu chí để đi mua đó, thì rõ ràng là anh không vượt qua được những điều đó là anh không mua. Thậm chí anh bán đất cũng vậy, các bạn phải đi kiểm tra, anh có một cái công thức, em phải đi kiểm tra, em vượt qua cái điểm này thì em làm, dưới điểm này fail. Chứ không phải cái nào anh cũng bán. Thì rõ ràng bản thân anh đi bán thôi thì anh cũng phải có cái rõ ràng cái thang đo của mình. Mà em đi mua này nè là không có biết cái gì nhiều, chỉ biết là lên lô đất đó mình thích hay không thích mình mua thôi, thì rõ ràng rủi ro. Em thấy nhiều anh em môi giới á, nên là mình gặp một cái trường hợp là lô đất nào cũng bán, có nghĩa là cứ người ta gửi là bán. Tại vì mình nghĩ là ok, người ta chính chủ thì mình sẽ bán đó, thì nó cũng sẽ không có cái sự chọn lọc. Bởi vì như nguyên tắc của em là ví dụ như kể cả trong bất động sản thì anh em nào mà được gọi là đi nhiều nơi và học thì nó cái tiêu chí là trong 100 miếng mình đi coi thì mình chỉ lọc lại là 10 miếng thôi để mình có thể bán thôi, chứ không phải là 100 miếng là mình chào hết 100 miếng. Bởi vì nó còn liên quan tới pháp lý, như hồi nãy anh nói đó, mình phải kiểm tra rất là nhiều thứ. Đó, thì chọn lại những miếng mà đem lại tiềm năng cho khách hàng thì mình mới bán. Chứ còn nếu mà nhiều miếng lúc nó rẻ thì nhưng mà mua vô thì nó không có thanh khoản, nó không bán lại được. Cho nên là anh có một cái bộ công cụ là 43 tiêu chí để mua một bất động sản. 43 tiêu chí rồi nha em. Anh sử dụng nhiều tiêu chí quá. Trời ơi, cái quan trọng nhất là cái cách để vận dụng những tiêu chí đó. Chứ bây giờ anh cho em một cái xe mô tô phân khối lớn đi, không biết sử dụng đó. Mà em không biết sử dụng thì thậm chí em không dám chạy nữa, vì chạy cái mô tô đó nguy hiểm nha em, đúng không? Thì cho nên là 43 tiêu chí này là một cái bộ công cụ mà anh tích lũy đến mười mấy năm làm nghề. Và mình tiếp xúc hàng ngàn mảnh đất, ngày nào anh cũng tiếp xúc biết bao nhiêu mảnh. Thì anh thành lập được một cái bộ là 43 tiêu chí để mà mua một bất động sản cho nó tốt. Đương nhiên cái phần vận dụng anh nói sau. Thì bản thân anh còn phải có một cái bộ công cụ rất rõ ràng. Đúng rồi, để, cho để mình đi làm. Mình đi làm, để mình mua, kể cả mình đi đầu tư cũng vậy. Đúng, chính xác. Cho bản thân mình. Và ví dụ như là anh mua cho khách hàng giống y chang như mua cho anh vậy đó. Thì anh cũng phải làm cho nó tốt nhất và đúng cái nhu cầu của khách hàng. Cho nên là nếu ai đó ngoài kia mà không có những cái tiêu chí rõ ràng, không có phương pháp, không có kinh nghiệm, nói chung là đúng tay rồi. Không thì không thể bắt được giặc thời điểm này, anh nói thẳng là vậy, tay không không làm được. Thì như em biết được là trong anh em bất động sản chuyên nghiệp á, thì nó có một cái câu thần chú gọi là công thức để thành công dành cho những người là không có kiến thức nè, không có mối quan hệ nè, không có kinh nghiệm nè. Thì cái công thức này là em nghe mấy anh em gọi là đồn đại trên giang hồ là công thức là 3 chữ C, tức là chắc chắn chết. Thì anh em hay nói đùa với nhau là công thức 3 chữ C là dành cho những người là không có kiến thức nè, không có mối quan hệ, cũng như là không có kinh nghiệm luôn, tức là chưa trang giấy trắng, chưa gọi là chưa bị mất tiền á. 3-0 thì cũng sẽ có 3 chữ C. 3-0 thì ở đây là nó sẽ có công thức 3 chữ C, đó chính là chắc chắn là đi ra thị trường thì chắc chắn sẽ chết đó. Để cho anh em gọi là mới bắt đầu có cái sự nhìn nhận nó đúng hơn về cái việc là mình đi đầu tư bất động sản, thì mình cũng quan trọng nhất là phải có kiến thức. Thì nó như hồi nãy anh nói đó, anh tới 43 tiêu chí, thực sự em cũng đang rất là tò mò cho anh Hiệp là 43 tiêu chí đó là gì. Bởi vì nếu mà xét thấy thì em thấy là 43 tiêu chí thì nó quá nhiều đó. Đúng rồi, nhưng mà không biết là anh tiêu chí gì thì cũng sẽ gọi là tìm hiểu cái việc này. Chứ bây giờ là 43 tiêu chí mà để chọn được một cái miếng đất thì em nghĩ là cũng rất là cay, cay để mà tìm được một miếng đất để mà đầu tư hay là đưa cho khách đó. Đúng rồi, thì lúc nào đó khác đi anh sẽ chia sẻ, bởi vì anh cũng sẽ phải phân tích thêm vô trong cái phần là 43 tiêu chí đó là tại sao nó nhiều mà vận dụng nó như thế nào là vấn đề. Tức là phải cho em một cái điều, cái thứ gì đó phải bày em cách xài. Đúng rồi, cho em cái máy ảnh, bí kíp võ công là phải gọi là phải có người chỉ dẫn cho nó, đưa bí kíp mà không vậy là bị tạo quả nhầm ma đó. Trong, rồi ok em, thì đó hôm nay anh em mình chia sẻ về bất động sản như vậy thôi. Thì để làm được một cái gì đó mà nó lâu bền thì rõ ràng mình phải trang bị cho mình kiến thức. Và kiến thức thì nó có nhiều cái cách để mà em tiếp thu kiến thức, đúng không? Qua cái cách anh em mình trao đổi, gặp nhau hàng ngày cũng là một cái loại hình trao đổi kiến thức. Thứ hai là em học ở đâu đó, đúng không? Và anh có thêm một cái công cụ nữa là tránh cái việc 3 chữ C của em. Chỉ có một công cụ thôi đó, là nhờ sự tư vấn của chuyên gia. Bởi vì mấy ông chuyên gia là mấy ông gì? Ông trả giá nhiều rồi, ông mất hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ là chuyện bình thường. Em thấy đúng không? Một mảnh đất anh em mình mất tiền đó là chuyện rất là thường. Và mình làm hàng chục năm trời thì em nghĩ cái sự tích lũy và mất mát rất nhiều. Nhiều đau thương. Rất là nhiều, cho nên là
từ những cái trả giá của mình thì mình giúp cho những người xung quanh mình không phải trả giá giống như vậy nữa. Thứ hai là mình làm thì mình nhìn xung quanh mình có rất là nhiều bài học. Thì cái quan trọng nhất là người ta nói là nhìn người khác, nhìn sai lầm người khác để rút ra mình. Đó là loại người hạnh phúc, đúng không? À, hạnh phúc nhất là mình không trả giá cái việc sai đó. Đúng rồi. Thì mình nhìn vào sai lầm của người khác chứ không phải từ sai lầm của mình. Thứ ba nữa là mình cũng phải bỏ tiền bạc, công sức, thời gian để mình đi học tập, mình cập nhật, mình update rất là nhiều thứ. Thì cái đó mình giúp lại người khác nó cực kỳ giá trị. Nhưng mà hầu hết mọi người sẽ không đánh giá cao cái việc đó. Bởi vì sao? Cái giá trị này là giá trị khi mà phải trả giá thì em mới đo lường được. Còn em chưa trả giá đâu. Trả giá thì mới hiểu được là kiến thức nó quan trọng như thế nào đó. Đúng rồi. Mình không học thì không học được cái sự thất bại của người khác. Thì sau này mình sẽ trả giá bằng cái thất bại của mình. Đúng, chính xác. Đó, cho nên là trong đầu tư kinh doanh hoặc kinh doanh nói chung là phải có kiến thức. Chứ còn nếu mà em chỉ có ba chữ C, ba không thì sẽ phải chịu ba chữ C, đúng không? Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay.